Bây giờ là của anh Tả cắm cơm. Có em xem nhặt đỗ này. Tối nay là chuyển vào nhà ở được rồi chị nhỉ? Có cửa hết rồi. Nay mà có thêm ớt xanh, ớt chín vào xào thôi rồi luôn. Thêm tỏi vào nữa. Khỏi phải bàn cãi. Đấy, rằng có xe rán đậu. Giờ là phải cho cái chảo dầu nó sôi lên thì nó mới không dính, không tí nó sát hết. Đây sẽ là món đậu sốt cà chua. Đi thì tối đi luôn. Tối này cùng nhau đi luôn. Thôi cho tôi rửa răng cô nhỉ. Tôi sợ lắm mà tên nó bị kìa, ngô kìa. Ok, đúng rồi. Mà đầu tiên là mẹ tôi đi thì xấu hổ quá nhỉ. Có gì đâu mà xấu hổ. Mình sang chơi thôi à. Như kiểu đi chơi. Lỡ đi thì phải là sang chiêu. Đi lâu đây. Đi có một ngày. Hôm nay là mùa nghỉ đấy là chị sinh nhật sáng nay em nhìn thấy rồi. Ok lên đây là cái con kêu nó không lấy thôi nha. Một cái tay xe nhá. Vâng. Quét nhà đi rồi ăn cơm.
Em bé ăn đói rồi. Nghỉ đi anh Tả. Vào vị trí ăn nấp đi. Đấy, đứa đã ngồi đâu rồi ăn. Ra, ra ta. Vào đi ta. Ăn cơm đi. Quả ớt đi được. Ừ. Quả toàn ớt non nè. Tôm nè anh ta. Bây giờ là ngày hôm nay chắc là giờ xong rồi đấy. Thì lúc mà đó không ổn định thì cũng không có được làm nhà hỏng đâu nhá. Hỏng là đến lúc này mình tỉnh táo lại là không được đâu. Cố lên. Quần thì rách cái kẹp nó vào, cái kính vào ống kính. Đâu? Quần rách ấy. Tí là ống kính rồi. Bảo vợ ngồi gần một tí để ăn. Cái cơm này em nắm lại cả. Nhớ lại. Một bà đấy ngồi sát sát vào một tí. Bây giờ anh Tả là đi chặt hai cây vào để làm cái thang để trèo lên chỗ nóc nhà để vây tôn vào. Anh Tả chặt được mấy cây rồi? 2 cây rồi. Anh phải chặt thêm những cái đố để bước lên nhá. Đố á? Ờ. Cái gì anh Tả? Lấy cây nhỏ làm cái này. Làm cái bậc bước lên đấy. Thằng nào vút can chiếu ở đây nè. Giống như sắt chết không? Không phải. Sao chết á? Không phải. Không phải, chan thôi. Không đốt đi nè. Sợ quá nhỉ. Sợ ơi. Hay ở đây có mà à? Chẳng biết rồi. Họ vứt rồi nè. Chị bảo cái gì anh? Nó bảo cây bầu. Anh
Đây. Cái đã. Đây chị chỉ cái này, hai cái này à? Cái đấy không chặt được. Đây. Đoạn phun máu ấy. Hết rồi. Hai con. Sợ nhờ anh Tả mới vào trong trong đồ này một tí mà. Ba con này. Bắt nhiều thế nhỉ? Chết rồi đấy. Anh Tà đã chặt xong hai cây vào, là một đoạn để làm cái bậc bước lên. Bây giờ cả nhà anh Tà nó đi về, về là ghép thành một cái thang để một lúc nữa là trèo lên để vây hai bên hồ nhà vào. Bé không xuyên được ấy. Sáu bậc à anh Tả? Ra thì không chắc bằng để cả cây tròn này. Thành rồi đấy. Thành thang luôn đấy.